Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Mở đầu bản tin hôm nay ngày 12 tháng 8, chúng tôi xin đề cập đến một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến 14 giờ chiều. Thông tin từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Kiếm Hà Nội, khoảng 5 giờ 20 phút sáng nay, đơn vị nhận được tin báo từ trung tâm 114 về việc có nam thanh niên bị thương mắc kẹt tại khu vực phía dưới vòng xuyến chân cầu Chương Dương thuộc phường Hàng Bùm, quận Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, đơn vị nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng y tế 115 triển khai đội hình cứu hộ qua thang. Nạn nhân được giải cứu an toàn và chuyển đến bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu. Được biết, nạn nhân khoảng 20 tuổi, quê Tuyên Quang. Khi đang đi xe máy trên cầu Trương Dương thì gặp tai nạn, sau đó lao qua cầu, rơi xuống với độ cao khoảng 5 m Khoảng 4 giờ 5 phút dạng sáng qua ngày 11 tháng 8, trên quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong. Nạn nhân là nam thanh niên sinh năm 2006 ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Trong lúc điều khiển xe máy biển kiểm soát 12V117789 đến khu vực trên thì va chạm với ô tô tải mang biển số 99H01555 do tài xế Nguyễn Xuân Bắc sinh năm 1984 ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh cầm lái. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ thêm. Vào 17 giờ chiều qua trên tuyến DT816, đoạn qua xã Thạnh Đức huyện Bến Lức, Tỉnh Long An xảy ra va chạm giữa ba xe máy mang biển số tỉnh Long An. Vụ tai nạn khiến ba tài xế văng khỏi phương tiện, bị thương nặng. Nạn nhân được xác định gồm Nguyễn Thanh Hùng 37 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường, Long An, Huỳnh Tấn Hoàng 23 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức và Nguyễn Hoàng Nam 48 tuổi, ngụ huyện Bến Lức. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát giao thông công an huyện Bến Lức đã chỉ đạo lực lượng đến bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng tại địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào 16 giờ chiều qua, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ quốc lộ 1 về cầu An Thạnh. Khi đến gần chân cầu An Thạnh bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 62C17878 chạy cùng chiều phía sau. Sau va chạm, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, chiếc xe máy lọt vào gầm xe tải, bị kéo lê thêm một đoạn khoảng 30 mét. Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm, ngay dưới chân cầu An Thạnh nên các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, Công an huyện Đắc Đoa tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn đề nghị truy tố đối với ông Lê Văn Thơm sinh năm 1966, chú xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về việc giao xe máy cho con trai điều khiển khi chưa đủ 16 tuổi, gây tai nạn. Cụ thể, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3, con trai ông Thơm điều khiển xe máy biển kiểm soát 81AA 18488 đến một ngã tư thuộc thị trấn Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa thì va chạm với một xe máy khác, khiến tài xế đó tử vong. Do chưa đủ 16 tuổi nên con trai ông Thơm được xác định không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Và trong trường hợp này, người cha sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đã giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Được biết, căn cứ theo Nghị định 100 trên 2019 trên NDCP, Người giao xe máy trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị xử phạt với mức phạt tối đa lên tới 4 triệu đồng. Trong trường hợp người chưa đủ tuổi lái xe máy trên 50 phân khối gây ra tai nạn chết người thì người giao xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể đối diện với án phạt tù tùy theo mức độ thiệt hại. Thông qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ các quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện để điều khiển tham gia giao thông. Các phụ huynh cũng cần tăng cường quản lý giám sát và giáo dục kiến thức lái xe an toàn cho con em dù là điều khiển xe đạp xe đạp điện hay xe máy điện đặc biệt là trong giai đoạn năm học mới đang đến gần nhận thấy sự cần thiết trong việc xử lý các thanh thiếu niên vi phạm cũng như trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển cơ quan chức năng các tỉnh thành thường xuyên lập tổ công tác để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền để người dân địa phương nắm rõ tuy nhiên để có thể ngăn chặn thực trạng này phần lớn vẫn đến từ ý thức của các em mà trong đó vai trò giáo dục của gia đình và nhà trường đóng vai trò rất quan trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.